phải vội đính chính. Ca sĩ Phi Nhung đã qua đời được hơn một tháng mà vẫn bị nhiều tin đồn thất thiệt bủa vây. Thậm chí có tin đồn còn lan truyền mạnh đến nỗi con gái ruột của cô phải mở livestream để thanh minh. Mới đây, con gái ruột của Phi Nhung cùng Richie Phương Trinh, bạn thân cố ca sĩ đã cùng lên sóng livestream để nói rõ về một số tin đồn thất thiệt đang lan truyền. Có nhiều cư dân mạng tung tin rằng thực ra Phi Nhung vẫn còn sống. Bằng chứng là nữ ca sĩ vẫn lộ diện trong một số buổi livestream. Wendy Phạm đã khẳng định rằng nếu như Phi Nhung còn sống thì cô là người vui nhất, nhưng chắc chắn 100% là nữ ca sĩ đã qua đời. Wendy Phạm tiết lộ từ khi mẹ mất, cô không đọc các tin đồn liên quan đến Phi Nhung, bởi cô đã trải qua quá nhiều buồn bã, tức giận, áp lực nên đang rối bời và tránh những thông tin tiêu cực. Ca sĩ Richie Phương Trinh nhấn mạnh thêm rằng chẳng có ai lại đi làm đám tang chu đáo rồi làm lễ cúng hàng tuần cho một người còn đang sống. Cô cũng khuyên khán giả hãy cẩn thận khi xem những video từ các kênh YouTube giả mạo, không chính xác, bởi thời gian qua, có nhiều người đã mở những kênh YouTube lấy tên Phi Nhung, đăng tải những đoạn livestream cũ nhưng lại làm như đang phát trực tiếp khiến không ít khán giả hiểu lầm rằng nữ ca sĩ chưa qua đời. Wendy Phạm chuẩn bị làm lễ cúng 49 ngày cho mẹ. Ngoài ra, Wendy Phạm cũng thông báo rằng chủ nhật tới đây, cô sẽ làm lễ cúng 49 ngày cho mẹ và sẽ livestream buổi lễ trên kênh YouTube cá nhân của cô để người hâm mộ.